Mai Phương rạng rỡ hội ngộ cùng Ốc Thanh Vân trong tiệc sinh nhật. Trong tiệc sinh nhật con trai Ốc Thanh Vân, khuôn mặt Mai Phương luôn tươi tắn và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, khiến nhiều người an tâm. Vừa qua, MC Ốc Thanh Vân đã tổ chức sinh nhật tròn 8 tuổi cho con trai cô ca. Góp mặt trong tiệc sinh nhật của con trai Ốc Thanh Vân là diễn viên Mai Phương và diễn viên Vân Anh. Cả hai diện trang phục đơn giản và dẫn theo con mình đến chúc mừng sinh nhật con trai mẹ Ốc. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy khuôn mặt của diễn viên Cổng Mặt Trời luôn tươi tắn và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, khiến nhiều người an tâm. Mai Phương và Thanh Vân có mối quan hệ thân thiết. Khi diễn viên bị bệnh ung thư phổi, Ốc Thanh Vân luôn ở bên cạnh chăm sóc và kêu gọi quyên góp từ khán giả để đồng nghiệp có tiền chữa bệnh. Cô cũng đón con gái Mai Phương về nhà chăm sóc, đưa đón đi học trong thời gian mẹ bé nhập viện điều trị. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 vừa qua, Ốc Thanh Vân, Mai Phương cùng đi đến đất nước Thanh Bình, Bhutan để viết nên một cuốn nhật ký đẹp cho cả hai. Nhìn cô em gái nhỏ chắp tay trước tượng Phật, Ốc Thanh Vân cũng không khỏi bùi ngùi xúc động. Con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên vĩ đại, chạy theo bao nhiêu mục tiêu, rốt cuộc điều bạn cần nhất là gì nếu không phải là sức khỏe và sự bình yên. Khi em tôi đứng cầu nguyện bất giác tôi bật khóc, em tôi khóc, các chị em trong đoàn cùng khóc và ôm chúng tôi, hai chị em bước vào chánh điện mà mắt sưng. Trong cuộc đời này, hạnh phúc cần lan tỏa và đau khổ cũng cần được sẻ chia. Một người chịu đau lắm, nhiều người cùng cảm nhận nỗi đau ấy nhẹ hơn. Ốc Thanh Vân và Mai Phương trong chuyến đi Bhutan hôm 30 tháng 4 vừa qua. Trường Giang nhà Phương cảm kích khi fan làm điều đặc biệt này. Những món quà dù lớn hay nhỏ đều được vợ chồng Trường Giang nhà Phương vô cùng trân trọng và biết ơn tình cảm của fan đã dành cho mình. Mới đây trên trang cá nhân, vợ chồng Trường Giang nhà Phương tự hào khoe món quà vô cùng ý nghĩa được fan gửi tặng. Đó là bức hình vẽ chân dung của cặp đôi khiến cả hai vô cùng thích thú. Trong dịp sinh nhật của Trường Giang cách đây không lâu, ngoài bữa tiệc ấm áp do đích thân nhà Phương chuẩn bị, Trường Giang còn tiếp tục tuần lễ sinh nhật khi được fan lớp tổ chức vô cùng hoành tráng. Những người hâm mộ danh hài xứ Quảng tỉ mỉ chuẩn bị quà và các loại bóng bay trang trí khắp không gian bữa tiệc. Vì biết Trường Giang đam mê nấu nướng và năm danh hài có hẳn một kênh YouTube riêng phục vụ đam mê của mình, nên fan đã tặng vợ chồng Trường Giang nhà Phương rất nhiều đồ ăn, đồ uống và dụng cụ nhà bếp. Những món đồ tưởng chừng đơn giản như được cặp đôi vô cùng trân trọng và biết ơn tình cảm của fan đã dành cho mình. Trường Giang nhà Phương rất được lòng fan, những món quà đúng sở thích được fan tặng vợ chồng danh hài đình đám. Món quà dù lớn hay nhỏ đều được nhà Phương rất trân trọng. Hiện tại nhà Phương Trường Giang đang chung sống trong một căn hộ cao cấp thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ khi về chung một nhà, vợ chồng nhà Phương Trường Giang không ngần ngại công khai bày tỏ tình cảm dành cho nhau trên mạng xã hội. Cách cây hài xứ Quảng chiều vợ đôi khi còn khiến nhiều người phát ghen và cho rằng anh diễn. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, nữ diễn viên cho biết đang rất hạnh phúc với tổ ấm của mình. Cô bớt mộng mơ và dành thời gian suy nghĩ cho gia đình, trong khi ông xã Trường Giang cũng hết mực cưng chiều vợ. Có ai như chồng tôi không? Từ ngày hai đứa về chung một nhà thì mỗi bữa ăn đều do chính tay anh nấu. Riết làm tôi hư luôn và không còn muốn ăn bên ngoài nữa. Vì thấy không đâu ngon bằng anh nấu. Bởi người ta nói đâu có sai. Phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời chẳng cần phải trưởng thành nữa. Việc thích chiều người tình là thói quen của Trường Giang trước khi kết hôn và sau khi đám cưới. Trường Giang vẫn luôn duy trì tính cách đó. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ với nữ diễn viên tuổi thanh xuân khi cô lấy được người chồng tâm lý yêu thương cô hết lòng. Những lần đáp trả thâm thúy của dàn sao Việt khi dính nghi án xài đồ fake. Bị nghi xài đồ giả là điều không sao Việt nào mong muốn, vậy nên rất nhiều lần dàn sao phải lên tiếng đáp trả lấy lại trong sạch cho bản thân. Là người của công chúng, được biết đến với cuộc sống sang chảnh đi nước ngoài như chợ, vậy nên không ít lần sao Việt thẳng thắn đáp trả trước những tin đồn xài đồ fake. Với vai vũ trong Về Nhà Đi Con, Quốc Trường đang trở thành cái tên được người hâm mộ quan tâm nhất hiện tại. Nhất cử nhất động đời sống và thời trang của anh chàng đều được nhiều người tìm hiểu. Chiếc đồng hồ yêu thích của Quốc Trường nhanh chóng lọt vào tầm soi của fan, được biết đây là sản phẩm của thương hiệu xa xỉ. Giá khoảng 900.000 đô tương đương 22 tỷ đồng, siêu phẩm này ra mắt vào năm 2015, đáng chú ý là sản phẩm nằm trong bộ sưu tập giới hạn, chỉ 30 chiếc trên toàn cầu. Cận cảnh chiếc đồng hồ của anh chàng được so sánh với thiết kế gốc trên bản web. Nhiều người dành cả ngày để tìm ra điểm khác nhau bóc phốt chiếc đồng hồ của anh là hàng fake. Mới đây Quốc Trường đã lên tiếng thừa nhận anh có sử dụng hàng hiệu nhái. Tuy nhiên, đây là món đồ anh được tặng trong dịp sinh nhật. Diễn viên không biết giá trị và cũng không tìm hiểu món đồ. Nam diễn viên cho biết thêm,
Anh không tự mua đồ nhái bao giờ vì trân trọng giá trị của các thương hiệu. Tuy nhiên, anh vẫn tự hào khi dùng những món đồ do bạn mình tặng vì yêu quý người ta. Diễn viên chia sẻ anh là người sống rất đơn giản nên không cầu kỳ giá trị của trang phục. Trong tủ đồ của anh có những món hàng hiệu rất đắt tiền nhưng cũng có trang phục bình dân vì anh sử dụng hàng ngày. Việc sử dụng hàng phay chẳng nói lên được điều gì về con người bạn cả, chỉ cần nó hợp và bạn thích là được. Nhìn cách sống và nắm trong tay chuỗi cửa hàng ăn uống trên 100 chi nhánh đầy đủ. Đủ để thấy dù xài đồ phay nhưng Quốc Trường giàu là thật. Yêu nữ hàng hiệu Ngọc Trinh cũng từng bị dính nghi án dùng túi Hermès Vrinking là hàng phay. Nghi án xuất phát từ bức ảnh Ngọc Trinh cùng Hoa hậu Hải Dương Phương Lê và người mẫu Lê Hà không hẹn mà gặp đều xuất hiện với chiếc túi Hermès Vrinking bạch tạng đắt đỏ. Bức ảnh dấy lên nghi án xài túi Hermès phay của Ngọc Trinh. Đáp trả Ngọc Trinh với nghi án trong thời điểm đó, Trinh không thích quan tâm hay ý kiến những chuyện tào lao, nhất là chuyện không phải của mình. Nhưng đến đây lần này thì thấy quá kỳ. Một nhà thiết kế cũng được gọi là nổi tiếng mà sao họ không tập trung nâng cấp chuyên môn là thiết kế, hay đúng như nhiều báo toàn copy rồi tự nhận là của mình. Thời gian còn lại quá rảnh rỗi rồi đi phán bừa chuyện đàn bà con gái. Hay cuộc đời copy của anh chỉ có tiền, mua mỗi cái Vrinking màu đen xách 1.000 lần nên nghĩ ai cũng như anh. Chuẩn bị làm show thì lo tìm mẫu mà copy đi, chứ đừng dựa hơi phụ nữ để câu view những lần trước. Ngọc Trinh, Lê Hà, Hậu Phương, Hải Dương và Thượng Đế không thích điều này anh nhé. Trong clip trên YouTube cá nhân mới đây, Ngọc Trinh không ngần ngại nhắc lại chuyện cũ, đã xoáy những người từng bị đặt cô xài túi giả. Một chiếc túi đắt tiền và khó sở hữu không quan trọng, quan trọng là bạn có nhiều tiền để sở hữu nó hay không, cô nói. Dính không ít tin đồn xài hàng giả, Angela Phương Trinh cũng là sau việc sẵn sàng đáp trả và đưa ra những minh chứng cho các món đồ hiệu đắt đỏ của mình. Cách mà người đẹp phản pháo là chụp ảnh hóa đơn mua hàng để chứng minh mình dùng hàng thật. Từ đó về sau, mỗi lần khoe hàng hiệu mới sắm, cô đều đăng tải ảnh sản phẩm kèm hóa đơn để công chúng khỏi soi mói. Được cô là hiện thân của hàng hiệu, Lý Nhã Kỳ cũng không tránh khỏi những lần bị nghi xài hàng giả. Lùm xùm nhất là vụ chiếc váy 35.000 đô mang thương hiệu của nhà thiết kế nổi tiếng Alexander McQueen mà Lý Nhã Kỳ mặc trong một bữa tiệc từ thiện cách đây vài năm. Trang phục được nghi ngờ mua ở một cửa hàng Trung Quốc đồ cổ. Trước nghi án trưng diện hàng nhái, Lý Nhã Kỳ đã không ngần ngại đưa hình ảnh cận cảnh bộ trang phục ra làm bằng chứng. Người đẹp còn tự tin, thách thức dư luận khi chia sẻ vàng thật không sợ lửa. Tính đến thời điểm hiện tại, đây đều là những gương mặt có chỗ đứng vững trong showbiz, thể hiện được sự giàu có đúng chuẩn con nhà trăm anh Thế Việt. Không cần khoe tài sản hay giá cát xê, sự chịu chơi đầu tư cho hàng hiệu của dàn sao được công chúng công nhận. Vợ chồng Cường Đô La xuất hiện cùng dàn siêu xe 330 tỷ, khiến người đi đường phấn khích. Sắp tới, vợ chồng anh sẽ có một hành trình khám phá một số tỉnh miền Bắc cùng dàn siêu xe đắt giá. Vào chiều 13 tháng 6, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, biệt danh Cường Đô La, cùng chiếc siêu xe Audi A8 V10 Plus của anh đã có mặt tại Hà Nội để tham gia sự kiện Car Fashion 2019. Đi cùng với anh là bà xã Đàm Thu Trang. Kể từ khi chính thức công khai tình yêu kết hôn, cả hai bên nhau như hình với bóng, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện quan trọng. Đàm Thu Trang cũng chia sẻ và đồng hành rất nhiều sở thích với Cường Đô La, một trong số những sở thích đó chính là siêu xe. Vừa xuống xe, Cường Đô La đã vui vẻ chào bạn bè và những người sẽ đi cùng anh trong hành trình sắp tới. Tối cùng ngày, đoàn siêu xe cũng đã xuất hiện tại trước cửa một lâu triệu đô tại Hàng Bài, gây phấn khích cho đông đảo người đi đường. Trưởng đoàn Kha Bắc Sơn chia sẻ rằng có khoảng 30 siêu xe góp mặt trong hành trình. Chiếc xe mà anh đang sử dụng là McLaren 720S. Bộ sưu tập siêu xe năm nay thú vị và sặc sỡ hơn năm ngoái. Nhiều chiếc được độ khủng và lột xác bằng những bộ tem đầy màu sắc. Ngoài những thương hiệu quen thuộc như Lamborghini, Ferrari, McLaren, Kha Bắc Sơn 2019, còn có thêm hãng xe Aston Martin với những mẫu xe đời mới nhất vừa về Việt Nam. Sau khi hội ngộ cùng dàn siêu xe hơn 300 tỷ tại khách sạn, tới 19:30, Cường Đô La cùng Đàm Thu Trang lên siêu xe rời khách sạn di chuyển tới khu vực Lý Thường Kiệt để dùng bữa tối. Theo lịch trình, ngày 14 tháng 6, Nguyễn Quốc Cường cùng dàn siêu xe sẽ rời Hà Nội tới Hạ Long. Dự kiến, Car Passion 2019 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến 17 tháng 6. Dàn siêu xe sẽ bắt đầu xuất phát từ Hà Nội, sau đó sẽ ghé thăm các địa điểm như Hạ Long, Hòa Bình, Mộc Châu. Ngưỡng mộ tình bạn thân 12 năm của Ngân Khánh Lê Phương. Dù hiện tại cả hai không cùng sống trong một thành phố, nhưng mỗi khi có dịp, họ đều dành thời gian để tụ họp cùng nhau.
Dù chẳng khi nào nói nhiều về mối quan hệ của cả hai trên truyền thông, nhưng trong những sự kiện ý nghĩa thì đối phương luôn bên cạnh. Tình bạn tri kỷ trong showbiz Việt bấy lâu nay đã không còn quá xa lạ đối với khán giả. Có khá nhiều nghệ sĩ dính như hình với bóng và xem nhau như người thân trong nghệ thuật lẫn đời sống. Tuy nhiên, có một đôi bạn thân cũng gắn bó hơn một thập kỷ tồn tại trong showbiz Việt, nhưng hiếm khi nào khoe về nhau trước công chúng. Không ai khác, chính là Lê Phương và Ngân Khánh. Gần đây nhất, trong chuyến về thăm quê hương, Ngân Khánh đã cùng Lê Phương đi nghỉ dưỡng tại Đà Lạt. Đây cũng là chuyến du lịch ngắn ngày dành cho bà bầu trước khi vào phòng sinh. Nhân đây, người đẹp Trà Vinh khoe cũng hơn 10 năm rồi đó, nhưng Ngân Khánh lại phản pháo hài hước. Tình bạn 12 năm nha má, tự nhiên trừ bớt của tôi 2 năm à. Cả hai cùng diện đầm đôi trong chuyến nghỉ ngơi ít ngày, thay đổi không khí mát mẻ. Được biết, họ có thời gian gần gũi hơn từ lúc kết hợp chung dự án phim truyền hình Từng Vi Cánh Mỏng. Hai nữ diễn viên đã từ mối quan hệ đồng nghiệp bình thường chuyển sang đôi bạn thân thiết hơn 10 năm qua. Có lẽ họ tìm thấy điểm chung trong cuộc sống, quan điểm mới gắn kết cho đến hôm nay. Khi Lê Phương trở thành bà mẹ hai con thì Ngân Khánh và ông xã vẫn là vợ chồng son. Không khoe hàng hiệu phụ kiện xa xỉ, mà hai diễn viên gặp nhau chỉ chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, mộc mạc và gần gũi. Chẳng cần đông đúc, Lê Phương Ngân Khánh vẫn thường hẹn hò nhau bằng những bữa ăn thân mật, tâm sự về những điều gặp phải. Mỗi khi về Việt Nam, người mà Ngân Khánh gặp nhiều nhất chắc có lẽ là Lê Phương. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh đi chơi hẹn hò cũng chỉ với mỹ nhân Trà Vinh. Trong những giây phút quan trọng của mẹ cà pháo, vợ chồng Ngân Khánh luôn ở bên cạnh. Lê Phương từng đưa cả gia đình sang tận Singapore để thăm Ngân Khánh. Nhiều hình ảnh thân thiết được cả hai chia sẻ trên mạng xã hội. Không phải ai trong showbiz Việt cũng duy trì được tình thân với nhau, giúp cho hai nữ diễn viên sẽ luôn là nguồn động viên tinh thần trong nhiều năm về sau nữa.